Xin chào quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm một chiếc xe cũ tại Toyota Tân Cảng trong tháng 5 năm 2019 này. Đây là chiếc Toyota Innova E số sàn đời 2018 tại Toyota Tân Cảng. Đây là màu bạc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá sơ bộ nội thất, ngoại thất. Xe này thì được đánh giá là trang bị đầy đủ option. Xe đăng ký vào đầu năm 2018. Xe này đang được Toyota Tân Cảng định giá 760 triệu đồng. Mời quý vị quan tâm tới mẫu xe này có thể ghé trực tiếp Toyota Tân Cảng xem xe, rồi sau đó giá cả chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh xe để khám phá chi tiết ngoại thất của mẫu xe Toyota Innova đời 2018 này. Đây, màu chủ bao là màu đạt. Tôi đang quay vào buổi chiều nên đây là cái màu nó tán xạ ánh sáng thì cái màu nó hơi khác xíu, mong quý vị thông cảm. Đây, xe này số km đi được là khoảng 30.000 km. Đây, một mẫu xe y như là mới. Đã trang bị phía ngoài quý vị có thể thấy quan sát đã được dán phim che mưa, nẹp đèn phía sau. Đây, đây là màu bạc, một màu, một trong những màu bán chạy nhất của dòng xe Innova này. Đây, xe mang biển số tại Vũng Tàu, Toyota Innova 2.0E. Phía sau thì quý vị có thể thấy là đã được trang bị nẹp chống trầy cốp sau để khi mình bỏ đồ chất ở phía sau này thì để tránh cây cái cản, nhìn nó rất là xấu. Đây, hệ thống đèn LED khi mà dè thì nó sẽ sáng lên, nó cảnh báo cho người phía sau. Bên hông thì đã được nắp xăng mạ chrome. Có một số khách hàng thắc mắc là tại sao giá xe tại Toyota Tân Cảng thì nó hơi cao. Thì tôi cũng giải thích là có một số lần tôi đã giải thích là giá xe tại Toyota Tân Cảng thì chúng tôi sẽ căn cứ trên thị trường và căn cứ trên cái chất lượng của cái mẫu xe đó. Và cái giá này là cái giá không phải mà chúng tôi chốt cứng dành cho cái mẫu xe này. Nhưng quý vị thấy chất lượng cái xe ok thì mời quý vị ghé trực tiếp Toyota Tân Cảng xem xe, rồi sau đó giá cả chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng để đi đến cái mức giá cuối cùng. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nội thất bên trong xe để coi thử xe này có cái gì. Hiện tại thì trời sắp đổ cơn mưa rồi nên chúng ta sẽ tranh thủ khám phá chi tiết nội thất của mẫu xe này quý vị nhé. Đây, trên xe đã trang bị DVD, camera dè, ghế da, bọc trần. Màu chủ đạo trong xe đây là màu nâu. Đây, quý vị có thể thấy quan sát kỹ hơn. Và chúng ta sẽ đi hàng ghế thứ hai đi thì chúng ta sẽ nhìn nó kỹ hơn. Đây, đây là hàng ghế thứ hai, các chi tiết còn rất là sáng bóng. Đây, tiến vào bên trong xe. Đây, số km đây, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Đây, đó. Đây, ta sẽ thử điểm máy lên, bật số km để kiểm tra số km của mẫu xe này. Đây, 30.143 km. Thì chúng ta đã có những cái đánh giá sơ bộ về ngoại thất cũng như là nội thất của mẫu xe Toyota Innova E số sàn đời 2018 tại Toyota Tân Cảng. Thì quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về mẫu xe này, về chương trình trả góp hay là về giá cả, quý vị vui lòng gọi hotline 0937 447 889. Tôi tên là Khiêm, là đại diện kinh doanh tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Mọi thắc mắc của quý vị chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ quý vị tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video và quý vị cũng đừng quên đăng ký cái kênh YouTube của chúng tôi để khi có những cái video mới thì chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.